mến chào các bạn đến kênh YouTube của mình. Thì đầu năm mới mình xin chúc các bạn xem video luôn vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha. Chúc những xà lan ra đậu ở đây luôn từng bầm xuôi gió nha các bạn. Thì năm mới chúc các bạn ăn khai thịnh dưỡng và làm ăn phát tài nha. Thì đây là một anh ghe sắt chở trụ bê tông để mà dập cầu á. Tiếp theo là những cây gỗ bắt đầu vô đóng các bạn. Đây là một anh chở trấu nha. Anh ghe là chuyên chở trấu nha các bạn. Làm hai cái càng nhìn chóng mặt không. Sau có một anh xà lan chở đá nha, anh này cũng khá lớn các bạn, anh đang tăng tốc để mà qua cống nha. Phía trước có một chiếc xà lan nổi cũng đang sàn sàn cũng định qua cống các bạn. Thì chiếc xà lan nhỏ nhường cho anh xà lan lớn đi nha. Qua wow, anh xà lan nhỏ quay đầu va chạm luôn cái xà lan lớn mà. May là không sao nha các bạn. Đầu anh xà lan lớn vô tới cống nha các bạn. Qua wow, anh bê qua đây quá. Hất chiếc xà lan nhỏ ra ngoài luôn. Anh dựa vô thành bê tông mấy bên đây nha các bạn. Có lẽ chiếc xà lan lớn này mất trấn các bạn ơi. Đến đây thấy khả năng qua là không nổi các bạn. Thì mình vô thấy cống mất trấn thì rất là khó lên nha các bạn. Thì anh lên ra hiệu anh đại công phải về lại các bạn ơi. Nó dựa vào một thành bê tông thì không có đường nào lên nổi nha các bạn. Thì cuối cùng thì anh tay công buộc phải dê lại các bạn mà thoát khỏi miệng cống nha. Ví dụ những chiếc ghe tàu ở phía sau lên nha các bạn. Phía sau khá là đông ghe tàu cũng đang chuẩn bị vô cống nha. Cuối cùng anh xà lan chở đá này phải buộc phải dê xuống nha bạn. Dê này cũng khá là nguy hiểm nha. Phía sau là khá đông xà lan ghe cộ nha. Không khéo là va chạm khá là nguy hiểm nha bạn. Bắt đầu một anh ghe tăng tốc qua cống nha. Và lại lái dữ nha. Qua chiếc xà lan nhỏ bắt đầu tăng tốc mà qua cống nha các bạn. Sự lỡ phía sau khá là đông ghe tàu nha. Đầu là anh này là chiếc ghe này chở lúa với gạo bằng.
xem mấy thằng ốc mà nhìn khá là đã nha các bạn. Đạp chiếc xe kia phía sau của tôi. Thì năm mới Tết đến, mình chỉ chúc các bạn luôn làm ăn phát đạt và an khang thịnh vượng nha. Sang năm mới thành công hơn nha. Làng về lúc phía xa luôn các bạn. Phía dưới là cống, phía trên là đường lộ các bạn, cho nên những tiếng ồn cũng khá là ấy, các bạn thông cảm nha. Những xe tải, xe ra chạy cũng khá là nhiều nha các bạn, cho nên nghe tiếng kèn, tiếng máy cũng khá là gồ ghề nha, các bạn thông cảm. Đây là một anh xà lan chở cát ngay xây dựng các bạn. Và wow, anh tăng tốc nhìn khá là mạnh mẽ nha. Và một chị gái đứng phía trước. Xà lan khá lớn mà có hai người đi các bạn.